quả dí gì mà đội chỉnh cái quạt. Cái này là cái quạt hả? Tự nhiên chỉnh cái quạt gì vậy? Ừ, cái quạt đó. Từ từ không chuyển cái đi chứ chỉ. Bên cạnh mình đây đang là em quạt tháp Gen 2 đến từ nhà Xiaomi. Ta da. Với vẻ ngoài có kết cấu hình trụ đứng trắng tinh tưởng sức kem trộn không đó, không chiếm nhiều diện tích nha. Chị em đề coi nhà cửa hay văn phòng đặt chỗ nào là sang chỗ đó tin tôi đi. Bề mặt phía trên là nơi dành cho mấy em nút điều khiển. Một điểm trừ cho em quạt này là không có remote nha mọi người ơi, phải chỉnh nút truyền thống nha. Bật nút khởi động lên, sẽ có 3 chế độ quạt ha. Chế độ đầu tiên là quạt bình thường là mát nhanh. Chế độ tiếp theo là gió tự nhiên tiết kiệm điện nè. Cuối cùng là chế độ ngủ để giảm tiếng ồn hơn. Cùng với 4 mức gió từ thấp lên cao, mức 1 mình thấy hơi yếu, không có hơi lắm nha. Mặc dù đứng sát gần cũng không có xi nhê nữa. Mức 2, trời ơi, hỏng hơn mức 1 nhiều hết á. Cái nữa coi, nè nè, bắt đầu có hù hù gió mạnh rồi nè. Giờ là maximum cho nó mát luôn, khỏi có lòng vòng nha mấy bà. Có thể xoay đến 150 độ dù ngồi trên ghế sofa hay dưới sàn nhà cũng mát từ đầu tới chân luôn. Lợi thế của quạt tháp đó mấy bà ơi. Mà nãy mới trừ 1 điểm không có remote, giờ bù lại 1 điểm cộng là kết nối chỉnh trên app mấy bà ơi. Tiện lợi liền, ngon lợi liền. So với quạt cây đứng thông thường thì em quạt tháp này hoạt động tôi thấy êm đềm hơn. Nhà có trẻ con, người lớn tuổi sử dụng cũng an toàn hơn nữa. Phụ huynh yên tâm là trẻ con không có cho tay vào cánh quạt được nè. Đỡ gây khó chịu cho mình khi tiếp xúc với gió lâu nữa. Bỏ ra 1 củ gửi để ginh em này thì cũng được được. Nhưng mà quạt thì phải mát rồi, nói không mát thì vô lý. Mà con cái tôi thấy hơi yếu, không có phê lắm nha. Mọi người có ai đã sử dụng rồi thì cho tôi feedback nha. So với những dòng quạt tháp khác thì mọi người ơi, đồ ngon nha.